Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt tiếng kêu bíp bíp khi các bạn order trên điện thoại. Đây, các bạn sẽ gắn cổng mạng LAN cho máy in. Rồi máy tính, các bạn tải phần mềm có tên là Box Brazil Test. Rồi các bạn mở, khi các bạn tải về xong thì các bạn mở phần mềm lên. Rồi lúc này các bạn để ý bọc, khi các bạn chọn là nét bọc 80, local IP có địa chỉ IP có máy tính và zin IP. Đây địa chỉ IP của máy in của mình đang sử dụng. Rồi các bạn đánh vào địa chỉ IP. Rồi các bạn chọn dòng Advan. Rồi cái dòng cút uýt bíp. Rồi đây các bạn chọn dòng on. Rồi các bạn chọn dòng bấm vào đây đó, các bạn nghe thấy kêu đó. Rồi